Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của tác giả Văn Hội Yên, Tốt Đen. Tên anh ta là Tốt, quá lâu nên tôi không còn nhớ họ, nhưng đã đi lính, lính đơ dèm cùi bắp mà lại có tên là Tốt thì quả thật định mệnh đã an bài từ khi lọt lòng mẹ. Tôi về đơn vị thì Tốt đã ở đó, không biết đã bao lâu, tôi nghĩ đã lâu lắm. Có lẽ từ khi tôi còn mày đũng quần trên ghế trung học. Trong những hồi ức của Tốt, thường trở về từ một thuở rất xa của đơn vị, nơi ít người biết đến, ngoại trừ Tốt và hai ông thượng sĩ già công nông phẫu, nông A Hàm. Thời sao vắng huyễn hoặc của Tốt ngập tràn những vinh quang mà lớp trẻ chúng tôi không thể nào với tới, không thể nào so sánh. Kể cả đại đội trưởng, trung đội trưởng và đám lính mới, thì dĩ nhiên phải nhìn Tốt bằng đôi mắt ngưỡng phục. Có điều họ vẫn thắc mắc, tại sao đầy mình chiến trận như vậy mà vẫn binh bốp muôn năm? Thật ra thì không phải muôn năm binh bốp, đã có lúc Tốt cũng lên tới tột đỉnh vinh quang của hàng binh cao cấp, đã là hạ sĩ nhất Tốt, rồi thôi, động trần nhà, không còn lên được nữa, vì thiếu chữ. Muốn lên trung sĩ cũng phải biết đôi ba chữ y tờ. Đằng này chữ nghĩa của Tốt chỉ dùng để nói, không viết được. Đại khái vừa đủ để cho mấy ông tài xế taxi biết chỗ đưa Tốt về mỗi khi quắc cần câu. Cứ đưa tôi về đại đội băm ba bán vàng trại Phạm Công Cúc Hoa. Trại Phạm Công Cúc Hoa là nói theo truyền thuyết, theo kiểu văn dân truyền khẩu của Tốt. Chứ tìm khắp bốn vùng chiến thuật, nổ con mắt cũng chẳng hề có doanh trại quân đội nào tên Phạm Công Cúc Hoa. Ngoài bản doanh tiểu đoàn ba nhảy dù ở ngã tư Bảy Hiền, trại Phạm Công quân, nên đã không biết bao nhiêu lần leo lên tới cấp cao nhất của hàng binh sĩ, rồi ngồi đó chờ tụt xuống. Mà cái bước xuống thang của Tốt lại có quá nhiều nguyên nhân, nhiều không kém cơ hội phục hồi cấp bậc suốt đời quân ngũ. Tội vừa là quả, là cái tật lê lai cứu chúa, cứu bất kể quân thần thổ địa. Thấy bạn lâm nguy là nhào vô cứu bất cứ nơi đâu. Mà cũng chẳng có nhiều nơi để phân biệt phải trái đúng sai. Sở trường cũng như sở dụng của Tốt, chỉ đủ thời gian thi thố cho 3 tháng hành quân và 1 tháng hậu cứ. 1 năm xoay 3 vòng vị chi 12 tháng, 3 vòng thì 1 vòng lên lon 2 lần giáng cấp, hoặc 2 lần thăng thưởng, 1 vòng lột lon. Tốt cứ nhẫn nhơ trên bước đường binh nghiệp gặp gần trắc trở, trong tất cả tình thương yêu của anh em cùng đơn vị. Đừng nói chi tôi là trung đội trưởng của Tốt, không thể biết chắc chắn cấp bậc hiện tại của hắn ta là gì. Ngay cả đương sự, mỗi khi có việc cần trình diện theo quân cách, cũng không cập nhật hóa kịp hồ sơ quân bạ để xưng đúng cấp bậc của mình trước hàng quân. Tôi thì cứ nghe rồi bán tính bán nghi, tướng người thật ngũ đoạn của Tốt, không hứa hẹn một điều gì tốt đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên mới gặp. Thật ngũ đoạn, vì cái gì cũng hơi ngắn, cao chừng thước rưỡi, tay ngắn chân thiêu thiếu, chỉ duy nhất thằng em là quá khổ, theo đồng đại của đám bạn chí cốt của Tốt trong trung đội. Thế nhưng ẩn dưới lớp áo mau tội đó là cả một tấm lòng bao la của tình bằng hữu. Vừa chân ướt chân ráo về trung đội, Tốt đã đẩy ngay cho tôi một gánh khó xử. Chẳng quý, tụi nó chơi thằng phiếu, cho tụi tôi ra bào lãng nó. Tụi nào, tôi đã biết gì đâu. Băng thằng chính cầu mối. Từ từ, có khi thằng phiếu tầm bậy. Tầm bậy cũng phải nói phải quấy, tụi nó bày hội đồng thằng nhỏ ngang xương trong khi mình đang ở đây. Để tôi đi họp về tính sau. Khi ấy, trung đội tôi đang đóng trong vườn tao đàn. Tốt chẳng chờ tôi họp hành nhiêu khê. Hắn rủ rê kích bác hơn nửa trung đội kéo róc qua khu chợ củi. Ủi từ trên xuống dưới, lôi thằng chính ra bạc co tay đôi ngay giữa nhà lòng chợ. Để rồi đóng gục địch thủ to con gấp đôi, trống lính, bằng một cú hoành thánh tạo xíu quách. Chính phải cắt máu hớt không bao giờ đụng đến lính nhảy dù. Ngón đòn độc chiêu gia truyền của hắn, hạ chính cầu mối. Cũng đồng thời hạ tôi lãnh tám củ khơi khơi vì không kiểm soát thuộc cấp. May mà không ghi hồ sơ quân bạ. Tốt khi ấy mới lên hạ sĩ,
bị cạo đầu đem về hậu cứ, nhốt 5 ngày chuồng cọp. Ngồi lom khom trong 5 lớp kẽm gai, hắn cởi phăng chiếc quần cháo lòng che lên nóc chuồng. Nằm chơ thân ông cụ, chĩa súng lên trời nghêu ngao ca hát. Báo hại mấy bà trong trại gia binh gần đó phải đi vòng lối khác. Và đám con nít trắng mắt thì ngồi chồm hổm chung quanh, cười ngắt nghẽo như đang dòm khỉ sở thú thị nghè. Thượng sĩ nhất xá, thường vụ đại đội ngứa mắt, lôi ra tẩn cho 3-4 roi vào cái mông đít lép kẹp, hắn mới xích xoay xin chừa. Con người mộc mạc của tốt, nhìn tất cả sự việc với con mắt hoàn toàn thiên kiến. Gì là gì cũng không thể động đến anh em cùng đơn vị, và dĩ nhiên không thể động đến màu cờ sặc áo. Dù chỉ vài điều ông tiếng ve cũng đủ để tốt bất bằng. Tuy ở trong đội tác chiến, hắn lại chơi thân với ông hạ sĩ quan quân số đại đội, trung sĩ nhất Nguyễn Văn Nơi chốn. Cái ông này tên đã thừa, nơi là đã đủ lại còn thêm chốn. Ai lại không biết nơi có nghĩa là nơi chốn, mà người còn thừa đủ thứ. Thừa nhất là cái tài nhái đủ cách phát âm của 365 giọng nói địa phương. Bình thường có thể làm tóc cười ngặt nghẽo, nhưng gặp lúc tóc đang bị giũa te tua. Vừa rời khỏi hàng quân chuẩn bị đầu thọ phạt, có lẽ nơi chốn thấy cái dáng đi huỳnh huỵch giận dỗi của tóc khá tức cười, anh ta ách hắn lại. Hạ sĩ tóc, trình diện trong sĩ. Tóc khựng lại, không biết thiệt hay giả, trong khi ông thường vụ đại đội còn hầm hè phía sau, tóc bấm bụng. Hạ sĩ Lê Văn Tóc. Số quân nem nem, mộc mộc, he he, bé bé trình diện trung sĩ chờ lệnh. He he, he he, bé bé là cái gì? Nói lại tao rõ. Dạ thưa trung sĩ, số quân em là mộc mộc, he he, bé bé. Lần sau nói cho rõ một chút, 2277 ngang chưa? Dạ, em nhớ. Quân đội không có nói anh em, làm 5 cái hết đất. Tuân lệnh. Trong khi tốt đang hì hục làm 5 cái hết đất thì nơi chống không nhịn được. Anh ta ôm bụng cười và ù té chạy. Tóc bừng tỉnh, mặt đỏ như kỳ nhông, xông vào nhà kho trúc cây dao đi rừng dày thuộc. Nơi chống quảng hồng nhảy tót lên Honda phóng tốt ra cửa. Tóc dí dí mũi dao theo hướng đó hậm hực. Hắn chửi tôi! Hắn chửi tôi! Đói và khát nước, rừng miền đông khô quắt đến nỗi lũ nồng nọc chết thằng bụng lớn, nằm sập lớp giống như mẹ khô cá bóng dưới tầng hố B-52. Rừng rậm và gai góc, cộng thêm 3 ngày không tìm ra điểm nước, khi tất cả nguồn suối trên bản đồ đều nằm trơ đáy. Suốt từ sáng đến trưa, cả đại đội đã đi theo rừng Cam Tam Quốc, khi ông đại đội trưởng đang ở sau với 2 trung đội kia, học mưu Tào Tháo cho truyền lệnh xuất hàng quân. Tất cả con cái khi đi ngang qua và cam rừng không ai được hái vì trái rất độc. Tôi cũng máy móc chuyển lệnh xuống trung đội. Chưa kịp nghĩ thật hay phịa thì tốt, quát đại liên đi phía sau đã bực bội. Kem mâu trong đây mà kem, tôi chưa ngu. Tôi cố nén cơn giận. Ê, thư ký Dực nghe vậy đi có hay không biết tính sao? Ông đi sao mình làm trang biết có kem trước đi. Tôi lặng thinh trước thắc mắc quá đúng của tốt thì hắn tiếp. Tụi nó cưa cây trặng lan thế này, coi chừng đổ máu kem thì có. Dích cưa cây, tôi đã báo cáo lên đại đội và nhắc tiểu đội khinh binh cẩn thận hơn về phía trước. Hôm nay chúng tôi gặp phiên trực chính, nghĩa là giữ nhiệm vụ làm trục tiến quân cho cả đơn vị, mở đường, thanh toán mục tiêu nếu có chạm súng. Các mục tiêu của cuộc hành quân cấp tiểu đoàn vẫn được tiếp tục lục soát sâu về thượng nguồn, lưu vực sông Sài Gòn bằng các đại đội riêng lẻ. Trong khu vực được gọi là mật khu tam giác sắt của địch, nằm cách bờ sông khoảng 5-7 cây số. Đến hôm nay, vì nhu cầu tìm nước cho đơn vị sau 2 ngày cạn kiệt, chúng tôi được lệnh tiến về bờ sông với các mục tiêu ngoài kế hoạch. Hoạt động của chúng tôi cũng đã được các đơn vị địch phát giác, nhưng họ không thể biết đích xác vị trí đóng quân đêm, hướng di chuyển cũng như ý đồ cụ thể của cuộc hành quân, nên suốt 2 đêm pháo kích vu vơ không đạt kết quả nào. Lại bị phản pháo dữ dội, đến hôm qua thì chúng hoàn toàn mất dấu vết chúng tôi. Thời hạn giữa 2 kỳ tiếp tế 4 ngày cũng đã hết, và đây là ngày cuối cùng, dù vẫn còn đủ gạo sấy và cá khô cho 2-3 hôm nữa, nhưng không thể tìm được nước. Tôi nhìn trên bản đồ, cả một màu xanh bát ngát của rừng rậm,
và những khoảng rừng le nhạt hơn phủ trùm lên khu vực hành quân. Trạng trống gần nhất có thể làm bãi đáp cho trực thăng cũng còn nằm xa hơn 7 cây số và không chắc có nước. Hy vọng về những sợi chỉ xanh mỏng lét nằm quanh co giữa những vùng cao độ lại càng mong manh hơn khi đã đi qua những con suối nằm trơ đá tảng, hay bi đông nước cho mỗi người chỉ còn lại một, ngay từ lần tiếp tế 4 ngày trước, đến hôm nay kể như đã nhịn khát 2 ngày. Cái đói không đáng kể, dù tôi là thằng rất xấu bụng đói. Đoàn quân không giấu được vẻ mỏi mệt, kéo dài hơn sức chịu đựng, nhưng vẫn phải hướng về mục tiêu tiến tới. Binh nhì liên bụng, con ma lèo phè của trung đội bắt đầu trở chứng, ngồi bệt xuống gốc cây bên đường rên rỉ. Tôi không đi nổi nữa rồi. Giật mặt mày. Trung sĩ danh chắc tiểu đội trưởng của hắn nóng nảy. Trung sĩ bắn tôi chịu, đói quá đi không nổi. Ở đây có ai hơn, mày không đi tao gọi chứng quý. Chứng quý tôi cũng không ngán, ông làm gì tôi thì làm đi. Thấy trong đội tự nhiên bị cắt quãng, lại nghe trọng rộng đằng sau, tôi cho tiểu đội khinh binh dừng chờ và quay trở lại. Tốc đang tháo ba lô của liên bụng. Nè, ráng lên con, tao à, mang ba lô cho mày, xách thục đạn với súng ráng lết theo. Không theo được thì giao luôn súng cho ông danh chét, rồi hành nằm đó. Khi mô hòa bình, tụi tao vào hốc cốc. Cây đại liên M60 đã dài quá khổ, một ba lô cơ hữu sau lưng, lặt lè một ba lô của liên bụng phía trước. Dây đạn bắt 2 vòng quấn khăn rằng ì ạch đứng lên. Tôi chưa kịp có ý kiến thì liên bụng ý chừng không cù nhầy được trước gánh đạn của tốt, nhăn nhó ngồi dậy. Tôi thiệt đói quá chững quý. Tôi lại làm tào tháo. Trắng lên, gần tới điểm nước rồi. Tốt cự nữ. Đù mọ, đi đã mệt chừng dài đứa như mày chết cả lũ. Tôi bỏ vai hắn. Thôi đừng rủ hắn nữa, để tôi nói danh chắc cho người mang phụ. Quả thật căn quýt đâu không thấy, qua khỏi dấu cưa cây chừng hơn cây số thì chạm địch, ở vị trí còn cách bờ sông non 100 mét. Khi gặp khu vực cây rừng bị cưa sát gốc, hình thành một vệt đường mòn với dấu vết xe đạp còn rất mới. Chích hướng xuống bờ sông, chúng tôi dừng lại ước lượng tình hình. Khả năng tìm trúng vị trí địch đã gần như chắc chắn với những tàn cây che kín ánh mặt trời. Dưới vòng cổ thụ là những cụm le rậm rạp, và mặt rừng có vẻ sạch sẽ. Không phải vì quét dọn, địch cũng chưa ngớ ngẩn đi làm chuyện tào lao. Cái vẻ khác thường như có hơi người ở phải bằng cảm giác của con thú săn mồi mới cảm nhận được. Rừng 2 tầng, tầng trên bịt mắt máy bay quan sát, tầng dưới với các hầm chữ S được các bụi le trùm kín, dư sức ngăn chặn các lực lượng đột nhập. Vị trí quá lý tưởng theo thói quen đóng quân của địch, nhất là rất gần bờ sông. Đại đội dừng quân bố trí, trung đội được lệnh bỏ ba lô tại chỗ, lục soát nhanh về phía trước. Khi nào gặp bờ sông thì dừng lại, vẫn phải chia làm 2 cánh, theo đúng bài bản. Dạo đó, quân số bổ sung đầy đủ. 2 cây đại liên cho 1 trung đội còn thừa người mang đạn, nên nhắm cái mặt hãm tài của thằng liên bụng, thượng sĩ xăm cho nó ngồi lại với đám ba lô. Trước khi nạp lại dây đạn vào súng khóa an toàn, tốt lôi trong ba lô ra 1 trái bí đao mập mạp, lấy lưỡi lê cắt ra làm 4 miếng giao cho 4 tiểu đội rồi nói với tôi. Tàu tán chờ cho đứa nào gần chết khét, cho nó ngậm 1 miếng, mà thôi điều này chắc là sắp hút rồi, ngậm lấy sức. Cả trung đội sáng mắt với trái bí đao của tốt. Tôi cũng lãnh 1 lát mỏng, ngậm vào miệng nguyên vỏ mà nghe ngọt liệm thấm xuống cổ mát rượi. Ai nói xăm nhung quế phụ vật nhất trên đời? Tôi chưa hề biết ngậm được lát bí đao của tốt lúc này. Nói thiệt, đổi 12 ký xăm, nếu có tôi cũng đổi. Vậy mà suốt 2 ngày chịu khát, hắn vẫn kiên nhẫn giấu kín, không dành cho riêng mình. Danh chắc gục gặt. Dạ, đúng là cái thằng tốt lắm. Ông trung sĩ người Miên chưa nói hết câu thì tiếng máy xè xè dục gọi. Rờ mu chưa hay, rờ mu chưa hay. Rờ mu tức là mu, di chuyển, ngụy, tiếu hóa. Tôi đáp gọn, rồi đích thân. Cả trung đội thận trọng kẹp 2 bên vạch đường mòn, xuôi dần con dốc. Không có pháo tên liệu hoặc pháo mục tiêu như mọi khi tôi thường thấy chuẩn bị cho đội hình. Cánh bên trái danh chắc đi thấp một chút, kèm theo hướng tiến của tiểu đội khinh binh. Tất cả tuyệt đối im lặng, rừng hình như tối hơn, dù mới hơn 2 giờ chiều.
cành lá quẹt ngang mặt gai lạnh như những cánh dơi ma quái phục ngang tầm mắt. Có lẽ cái trống rỗng của bao tử, cái khô rác của cổ họng đang đưa dần tôi đến những ảo giác không thật. Mắt nhỏ đi theo những vòng cao độ trên bản đồ đang trôi xuôi xuống vực thẳm. Tôi cũng muốn nằm lì như liên bụng, cày cha nó tới đâu thì tới. Đầu óc mỏi mệt tưởng như nghe những trận mưa rào bất chợt đổ xông xao trên lá, giọt nước mưa mất hút trên đầu nguồn, để chỉ còn nghe tiếng róc rách của con suối quanh co giữa cánh rừng đại ngàn xanh mướt. Tôi lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ đang muốn bạc nhược theo cơn đói và khát. Trăng lên, trăng lên. Trăng lên, gần tới bờ sông rồi. Cổ họng khô rác vừa máy móc truyền xong khẩu lệnh của đại đội, thì súng nổ. Chính vác cây đại liên thứ hai đi kèm sau tôi, bật mạnh qua bên phải, ôm lấy gốc cây thủ thế. Tiếng súng giòn giả của tiểu đội khinh binh đẩy dạt cơn đói khát ra khỏi toán lính mỏi mệt. Chưa nghe tiếng súng địch, tôi liếc nhìn khinh, tiểu đội trưởng đang xòe hai ngón tay chỉ về phía trước. Lính gác hai thằng, ra hiệu cho danh chắc dẫn tiểu đội vượt lên bên phải. Hắn áp đảo không cần thấy vị trí địch. Tôi chạy lên theo tiểu đội khinh binh đang lấp ló tiến nhanh về phía trước. Cây đại liên của chính vẫn che chở cánh trái trung đội, không kịp nhìn hai xác tên ôm súng nằm giữa gốc cây. Chúng tôi ập vào căn nhà lá phủ trùm lên một cái hầm lớn, miệng tỏ ra hai phía. Lính khinh binh ập gọn hai trái lựu đạn triệt tiêu mọi hiểm họa của căn hầm. Đúng lúc đó, địch nổ súng và tiểu đội của danh chương gạt ngay vào hướng kháng cự chính. Chúng tôi quá chậm, phải chi đừng đói, đừng khát, chọc thật nhanh vào trung tâm vị trí địch sau khi bất ngờ quất sụm hai thằng lính gác, thì đâu đến nỗi khó khăn cho bây giờ. Tiếng súng lan rộng qua trước mặt và bên phải, vậy là động ổ rồi, vị trí chúng tôi nằm lọt thỏm vào giữa, trong khi cây đại liên của tốt ở bên trái đang bị chặn lại. Đại đội hỏi yếu tố để gọi pháo, tôi ngắn gọn, bắn xa ra, cho tôi kéo lại. Cách bờ sông đúng 100 mét, ước tính. Thấy bờ sông chưa? Chưa. Mẹ, cái bờ sông, cây rừng tùm lum làm sao thấy được. Tôi lầm bầm, dầm lui. Thấy danh chương đứng lấp ló sau một gốc cây chỉ chỏ chỏ, dưới bụi le. Đại đó tôi khinh. Thấy không, thấy không? Hay cậy cao bằng, nghe, sao rồi? Chú sao hết, kẹt quá thì bán cà rem đi. Tôi chụp bội bên hông và dòm lại lính rằng không ai đem theo mặt nạ thùng cà rem, tức là hơi cay E8 thường được đại đội tăng cường cho trung đội trực nỗ lực chính, cũng để lại chỗ thằng liên bụng. Chết mẹ rồi. Trên đích thân, tụi tôi đâu có mang theo đầu heo và cà rem. Mẹ anh làm ăn như con kẹt. Tôi là đầy trái ngộ nhận. Nhận năm. Trái B40 xẹt qua hông, nổ bùng làm bốc cháy, bụi le trước mặt. Chết mày rồi, con ơi. Ông cũng có thứ đó. Tôi chỉ sau lưng khinh. Anh hiểu ý tháo trái M72 xuống. Hai ba trái nữa. Chưa biết căn cứ địch lớn nhỏ thế nào. Dọn được hai cái hầm này chắc chắn tụi nó phải chém về. Trắng lên, gần có nước rồi. Khinh và chỉ thổi một lúc hai trái M72 vào bụi le. Cầm lửa và sức nổ đốt cháy tiêu những cành lá loà xòa che phủ miệng hầm. Để lộ một khoảng trống tác xạ lợi hại. Danh chắc đang thục ló sau gốc cây, bỗng ông bụng khuỵu xuống. Cây ông này không chịu thay đổi vị trí còn đứng sống người lên. Không biết nặng nhẹ sau đây, cầu trời đừng chết. Tôi thấy tốt bỏ vị trí, kéo súng bò lên chỗ danh chắc. Bỗng nhiên hắn gầm lên một tiếng, tháo non sắt vụt mạnh xuống đất. Đứng bật dậy, súng cặp ngang hông, dây đạn lòng thòng lê lết. Nhắm miệng hầm xong tới, chân lão đạo quằn xuyên như người say. Cả tiểu đội đại liên thấy vậy cũng đồng loạt xung phong. Hai thằng nằm dưới hầm quảng hồn bung lên tháo chạy, quýnh quán chạy ra ngay vào trước mặt tiểu đội khinh binh, bị thông và khinh quốc sụm. Tốt vượt qua miệng hầm tính xong lên phía trước, vấp phải cái xe đạp ngã chỏng gọng, khi ấy hắn mới bật khóc. Mẹ, hắn bén chết danh chết rồi! Mẹ, hắn bén chết danh chết rồi! Khỏe tiếng súng im hẳn trước khi toàn bộ đại đội đến bắt thay tụi tôi, cùng với pháo binh đang chuyển làng từ bờ sông kéo ngược lên. Ông đại đội trưởng vỗ vai. Được lắm hay, được lắm hay. Tôi dạ dạ. Mới hồi nãy còn làm ăn như con kẹt. Sao bây giờ lại được lắm hay? Công lao gì tôi? Chưa kịp lãnh lạc điều binh khiển tướng gì cả thì tốt đã xong lên rồi. Hồi chiều toán khinh binh bắn chết tôi hai thằng gác. Cũng đâu có lệnh lạc gì của tôi. Danh chắc mới anh hùng kìa.
Trong lúc tụi tôi nằm dán xuống đất thì ông ta đứng thẳng người quan sát. Cũng may viên đạn trúng ngay túi đạn phía trước, lật hướng xuyên qua mạng mỡ, giờ này còn phì phèo thuốc lá chờ tẩy thương. Cũng may thằng tốt tưởng danh chắc chết rồi, nóng lòng quên hết hiểm nguy mới lao lên kiểu đó. Cái kiểu lây lai liều mình cứu bạn chỉ riêng tốt mới có. Chúng tôi được lệnh chốt lại vị trí, nhận lại ba lô và thằng liên bụng, để hai trung đội kia tiếp tục lục xuống bờ sông. Thượng sĩ Sâm bê trái mìn DH-10 bành kỳ nái bỏ xuống trước mặt tôi. Hồi chiều nếu tụi nó không phát giác được hai thằng gác thì ông đi đứt rồi. Tôi biết nói làm sao về cái chết của tốt đây. Hắn khi ấy không còn ở đại đội với tôi nữa, về hậu cứ nhậu say quýnh lộn với thằng chính, cùng bắt đẩy liên như hắn. Ông đại đội trưởng sợ hai con gà nổi điên đá nhau ngoài mặt trận nên xin hoán chuyển hắn qua đại đội khác, lại bắt đẩy liên. Ai có đi lính có bác đại liên mới thấy cái khoai vệ có một xạ thủ súng lớn, mặt nào có con gà cồ gác càng khạc lửa, là coi như em mặt đỏ. Tôi cũng hay nói thằng Kiều thủ cái hầm sau con gà mỗi khi phải phòng thủ, hoặc kéo hắn lên đi ngay sau lưng cho ấm mỏ ác. Đụng trận hắn quạt ngay một băng là tụi nó cũng té đáy rồi, tính sao? Bác đại liên còn được miễn đào hầm tới vị trí, cứ ôm súng với đạn ngồi thủ sau gốc cây. Việc hầm hố có em khác lo cho sếp, có thể xui lắm mới bị phục ngay lúc vừa dừng quân, nhưng phải thủ cả trăm lần như thế để chờ cái lần xui đó. Cái vận xui đến ngay lúc tôi vừa được cử qua đại đội của tốt, xử lý thường kiệt, thử thách chờ cu. Cu tức là quyền đại đội trưởng. Mặt trận đầu năm 72 đã căng thẳng lắm rồi, cánh quân của tiểu đoàn vừa đổ lên Võ Định là ngồi hứng pháo. Pháo bắn thẳng mới tức chứ. Tụi nó phát 75 và 82 ly đi vòng vòng quanh căn cứ, ầm một phát. Chưa kịp xuống hầm là đạn đã tới. 82 ly không giật của nó đi nhanh thật. Bây giờ làm sao? Đi lộn về thôi. Ông tiểu đoàn trưởng thấy những vị trí đặt súng của địch đều nằm phía sau mặt trận, ngược về phía công tâm, nên nghĩ là không có đơn vị lớn ẩn trú. Mấy ngọn đồi lấp xúp tranh tre bao quanh vị trí có vẻ im lắng, không thấy khói lửa hay động tĩnh gì. Lụm mấy thằng bắn lét này là chuyện dễ ợt, nên ông Lý Thường Kiệt được dịp xuất quân. Mấy đại đội kia đã lên chiếm các cao điểm án ngữ trước căn cứ 5 Đắc Tô Tân Cảnh. Xuất thì xuất chứ ngắn gì, còn hơn ngồi trong căn cứ nghe đạn rít khét lẹt. Nó đã bắn banh ta long cái nóc hầm tiểu đoàn lô nhô cần anten, nó bắn sụp một hầm chỉ huy pháo đội. May mà chưa ai chết. Nó còn bắn dài dài nếu cứ an binh bất động. Tôi sĩ trong đội 3 là trung đội có tốt làm trục chính, thì cũng bài bản vậy thôi, tiền hậu tả hậu thuộc lòng như binh thư tôn tẩn. Tụi tôi hay nói tôn tử thành tôn tẩn nên lắm đứa bị què dò, ra khỏi căn cứ lội qua một con suối, ngóc lên một đỉnh đồi ngồi nghe động tĩnh, chờ ăn dăm ba tô phở rồi đi tiếp. Mà không ổn rồi, tôi tính toán theo cái nhìn trận thế của tiểu đoàn. Ông cứ dứt khoát đoan chắc tụi nó là những toán lẻ tẻ, từ 4 đến 5 đứa, vắt súng đạn di động tối đa, bắn xong 5-3 quả là giọt, không có khả năng phản ứng nếu bị truy kích, rồi hầm hè tôi. Làm ăn coi sao cho được, không dắt mấy cây súng đó về đây thì ở ngoài đó luôn. Ở ngoài đó luôn, tụi tôi đâu có ngán, nhưng mà khích bác kiểu này bực mình lắm, sao không nói chuyện đàng hoàng, phổ biến đúng mức tình hình địch, quyết định đúng mức nhiệm vụ của tôi. Rồi xuống lệnh dứt khoát, đánh giặc chứ đâu phải binh sập sám mà, ưng dương thì dương, ưng thủ thì thủ, binh lũng thì binh lại. Ông đã nói như vậy thì tôi không thể để nguyên một đại đội dài lê thê, khúc đầu chạm địch khúc sau còn ngồi hút thuốc xỉa răng. Vị trí địch thường đặt súng, nằm quanh quẩn mấy ngọn đồi lô nhô như bắt ốc. Tôi chọn một đỉnh đồi có cao độ thấp hơn đường quốc lộ chừng 5-6 mét, tùm cây cối. Ở đó chưa được đánh dấu X, nghĩa là địch chưa bao giờ đặt súng, hướng đại đội về mục tiêu. Định chọn làm căn cứ xuất phát rồi xé mỏng các trung đội thay nhau lục soát án quân phục kích. Ở đời, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên lôi. Vừa lên quân tới đỉnh đội, tôi cho thằng một tiếp tục lục sâu xuống truyền dọc đối diện, các trung đội còn lại chiếm lĩnh các vị trí phòng thủ, bố trí tại chỗ chuẩn bị đào hầm hố. Vừa lọc nón sắt kê xuống mông thì ầm một phát, trên B-40 nhắn lửa nổ trước gốc cây trước mặt, hất lộn nhào.
Ông thiếu úy Đề Lô vừa mới tới, định phối hợp các hỏa tập pháo binh, không biết chết hay sống. Tôi tá hỏa tâm tinh, chết mẹ rồi, bị tụi nó phục. Súng bắt đầu nổ dồn dập mặt phải là hướng phòng ngự của trung đội tốt. Chúng vừa bắn vừa xung phong vừa thổi kèn tò te tí te tò te tí te, bò lên tiến lên bò lên tiến lên. Ngay sau phát đạn sinh tử đó, hai cây đại liên đã lên tiếng cùng với tiếng chữ thầy của tốt. Bò lên đi con, mẹ bò lên đi con, bò lên tiến lên rồi ôm đầu máu chạy về. Giọng hắn gầm muốn ác điệu kèn đối phương. Tôi chụp máy nội bộ hát thằng một bằng mọi giá, bọc qua hướng phải nổ súng, cứ bắn vừa đi, vừa bắn vừa đánh thốc về sau lưng tụi nó rồi quất ngược lên đồi. Hỏa lực cấp thời của tốt đã trì hoãn đợt xung phong bất ngờ của địch, kịp lúc cho đám lính lát vừa bỏ súng đạn xuống đất chuẩn bị đào hầm hố, chụp vũ khí kháng cự. Trận thế chẳng còn trận thế gì nữa, khi tốt đã lùi về hướng tôi, máu me đầy người. Hắn đã bị thương, tôi chỉ mũi súng về phía hắn bắn yểm trợ hết băng đạn. Cơ bẩm khựng nhẹ một tiếng khô khan chết người, vừa lúc tốt chiếm được điểm tựa cạnh một ụ mối. Quân hai bên trọng xà ngầu như tương tàu, ba thằng ôm AK hồng hộc lũi tới. Tốt miết KM-60 sát ụ mối quạt tới tập kịp thời cho tôi thay đạn. Cũng may, chỉ vì được cử làm xử lý thường vụ nên chưa được mang con 45, và KM-16 theo tôi 5 năm trời ròng rã, giờ mới thấy được lợi hại. Không biết tôi hay tốt quất sổng ba thằng đó. Một đứa còn gượng dậy, ủi bừa về hướng tốt rồi đổ gục như bị đóng ngã bằng loạt đạn của thượng sĩ Thơm, thường vụ đại đội. Cây AK bán xếp của hắn còn sủi một đường đạn trắc mặt. Một đám hai tên khác xông vô được hướng trung đội 2, ném tới tấp lựu đạn và thục B-40 uy hiếp. Xui cho tốt khi đó đã phơi cái hông trống trải ngay hướng tác xạ của nó. Đường đạn đen thui của trái B-40 phụ trùm tiếng nổ lên vị trí tốt, trong cụm khói xám đen. Tốt buông hai tay ngã vật ra phía sau, cây đại liên cũng lăn ngang nằm vắt trên mình tốt. Hai ông thằng nước mặn tưởng ngon ăn, nhào lên chiếm lĩnh vị trí của tốt. Hắn chạy ngang mặt tôi thì bị ông thiếu quý thọ, trung đội trưởng trung đội 2 cùng với ba khinh binh từ trong bụi cây. Bất ngờ nhảy ra vật xuống giằng co thế nào không biết. Ông thiếu quý lệnh một viên vào cánh tay trước khi chối gô được hai tên đạo tặc. Tôi ra lệnh các trung đội hình thành thế phòng ngự khu vực, ở đâu bám vị trí tại chỗ, không di chuyển để tránh bắn lầm quân bạn. Cùng lúc tiếng M16 nổ sạc rạc phía sau lưng địch, thằng một về tới rồi, đỡ quá. Tiếng máy nội bộ ý ới ý ới. Đích thằng ơi, tụi nó giọt hết rồi. Không thấy tốt nhúc nhích ngo ngoe gì cả, tôi đứng dậy định chạy lên chỗ hắn nằm, chợt nghe đau nhói bên chân phải rồi ngã xuống. Vậy là dính rồi. Lúc đó mới nhìn thấy ống quần trích tột bê bết máu. Tôi duỗi chân cho ông thôm xé lốc, vải bay nhầy quấn quần băng cá nhân quanh vết thương lấm đất. Nghe cái cảm giác lạo rạo của những mảnh xương vỡ, chắc là nát bấy cái đầu gối rồi. Đừng để anh em biết tôi bị thương. Kêu y tá chỉ lo cho hạ sĩ tốt, thiếu quý hồng pháo binh và anh em bị thương. Dặn ông thơm xong, tôi gọi các trung đội củng cố vị trí. Một, đặt hai toán tiền tiêu tại chỗ. Trút về trước mặt thằng ba, tránh ngộ nhận. Ba, hai và bốn gom quân lại một nửa thủ, một nửa đào hố chiến đấu. Không xong với tụi nó đêm nay đâu. Yên tâm một chút, tôi mới báo cáo tình hình về tiểu đoàn, xin tải thương và pháo binh yểm trợ cận phòng. Chuyện thủ tục hành quân ai cũng biết, kể ra thêm dài dòng, để xin quay về với cả đại đội đang sắc bất sang băng ở đây. Dập được cú phục kích này, không biết có phải phước ba đời để lại cho tụi tôi được hưởng. Một trong ba ông thần ôm AK chết bên cạnh tôi là xê trưởng. Sau khi bất ngờ tấn công áp sát vượt qua được tuyến phòng thủ tạm thời, hắn dẫn tổ xung kích tính dùi thẳng một lèo xuyên qua trung tâm, tiêu diệt bộ chỉ huy đại đội. Không ngờ vấp phải tốt, dù đã bị thương vẫn quyết liệt kháng cự. Tôi đã nói rồi, chỗ nào có con gà cồ gác càng khạc lửa là coi như em chỗ đó, mà lại là gà cồ của tốt thì hết ý kiến. Tụi nó tính chỉ chờ tôi chuẩn bị đào hầm hố là ào lên, ai chụp được súng lúc đó. Chắc ăn 100%. Tính đi mà không tính lại để biết thói quen cũng là kỷ luật của tụi tôi là những lúc như thế, ai làm gì thì làm. Các cây M60 phải giữ vị trí tốt nhất, cùng tất cả thùng đạn được gom lại sẵn sàng chiến đấu với một dây đạn đã lên nòng. Tốc và cây đại liên khác của trung đội 3 đã phanh ngực cản đợt xung phong nguy hiểm của địch.
Điều họ không tính tới nữa là đã có một trung đội thoát ra khỏi vị trí và được tôi kéo lại bọc sau lưng họ, là một mũi hồi mã thương cực kỳ hết sảy, cực kỳ bất ngờ và cực kỳ ác liệt. Khi không bị bất ngờ tập hậu trong lúc xe trưởng đã phơi thân trận tiền, thằng lính càng thổi phọt phọt thêm mấy tiếng rồi cả đám ôm đầu máu chạy về, để lại 11 dũng sĩ sinh bắc tử nam. Chưa kể hai tù binh cùng với súng đạn như tốt đã cảnh báo, chúng tôi bị thiệt hại 3 chiến sĩ của trung đội 3, 4 sĩ quan bị thương kể cả tôi và đồng thời mất luôn 6 ba lô. Khi trút chạy họ không thiết gì đánh súng đạn, chỉ cần mấy cái ba lô chứa đầy lương thực. Hỏi sơ hai cái mặt non choẹt xám tái vì sợ đang bị trói thúc ké ngồi kia mới biết, đám lính này là một đại đội trinh sát đặc công, sư 120, đại đội nhưng quân số chỉ còn khoảng 450 mạng. Sau khi bị đại đội hai trinh sát nhảy dù sắt bứng lật gầm khỏi vị trí chốt trên đỉnh 1416, thất lạc đơn vị. Chịu đói lâu ngày nên liều chết mò về hướng quốc lộ, chờ rình xe đò kiếm ăn. Chưa ra tới quốc lộ lại gặp ngay tụi tôi. Tên lợi dụng thấy bất ngờ là một cuộc tấn công liều mạng cướp thực phẩm. Bất ngờ thì bất, nhưng gặp phải lính dù thì chịu khó gửi thêm một mớ lên chuyến đò đưa xác. Tốt bây giờ nằm đó đã chết với hai vết thương khá nặng trước khi trái B-40 bồi thêm những mảnh vỡ trên thân xác. Tôi cố lết đến bên hắn trong ánh sáng nhá nhem của ngày sắp tắt. Hằng xuống dấu vết, cơn đau còn động lại trên nét mặt khắc khổ chịu đựng. Vết thương ở đùi trái cứ ngay động mạch, chưa kịp băng bó, máu vẫn trào ra thấm xuống lòng đất. Vết thương thứ hai lệch vai phải, sâu xuống lòng ngực. Vết thương tốt hấn trọn ngay trước mắt tôi, khi truy cản mũi thọc sâu của địch. Vết thương đổi mạng mà chắc chắn nếu không có họng súng của tốt, tôi đã lãnh đủ mấy băng AK nát bấy mặt mày. Lại thêm tôi, một người nữa chịu ân cứu mạng. Tôi cứ để những giọt nước mắt mình loang khô trên khuôn mặt tốt. Nỗi đau của người lính đã hàng ngày nén lại. Cứng như vẫn thạch, xót xa gai cặm từ mỗi lần ra đi của đồng đội. Tảng đá tưởng như lạnh lùng, vô tri, không có cảm giác đó. Lại thường ngày vỡ thành những mảnh đạn xuyên phá, đâm buốt đến tận cùng khổ nạn đời lính. Cô động lại, vỡ tan ra. Cô động lại, vỡ tan. Những mảnh vỡ của tôi đang nhòe tan trong vết máu tốt. Trước khi đặt vào tấm phong xô gói xác, vầng trắng âm u lấm lem bụi đất và khói súng. Nghe cái đau của một kẻ thọ ăn, nhưng chẳng bao giờ còn cơ hội để đền đáp. Dù khi xả thân trước mũi súng quân thù, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện nghĩa ân. Đại đội không có khả năng di chuyển vị trí khi tôi đã bị thương cùng với hai sĩ quan trung đội trưởng và thiếu quý Hùng pháo binh, vì thế phải làm bãi đáp tại chỗ. Mấy cái phong xô gói xác của Miên, Cảnh, Hứa và Tốt đã nằm im bên cạnh. Tôi thiệt là thằng sát quân mới làm thử thôi mà đã nướng đi 4 mạng. Chiều xuống rất nhanh cùng với sương mù, nên hy vọng có được tản thương trước khi bóng đêm tràn xuống. Càng xa vời thì chúng tôi vẫn chưa dọn xong bãi đáp. Dù thượng sĩ Thơm đã đốc thúc trung đội 4 cưa chặt cây cối ngã rạp ngay trung tâm vị trí, chỉ định chuẩn quý nghiệp trung đội trưởng trung đội 1, thay thế trong trường hợp tôi được tản thương, trong khi chờ đợi một sĩ quan khác thâm niên hơn theo trực thăng đến phụ trách đại đội. Không còn cách nào khác, dù nghiệp chỉ mới ra trường hơn 3 tháng, hai ông thiếu quý trung đội trưởng 2 và 3 cũng đang bị thương thừa sống thiếu chết nằm kia. Mãi cho đến lúc đó tôi mới nhìn lại cái chân bị thương đang sưng tấy lên nhức nhối và cũng chợt nghĩ đến những điều còn đau hơn vết thương chinh chiến. Tác giả Phan Hội Yên. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả Phan Hội Yên và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.